Nói thì tôi thấy các bạn có một sự chuyên nghiệp mà không hề nhẹ ở đây. Và tôi phải hỏi lại xem giám đốc Bao Bì Múa có mời diễn viên múa chuyên nghiệp vào đội hình này không, vì có nhiều gương mặt tôi thấy rất là lạ. Và tôi cũng phải nhận là tôi hơi bị hớ khi nói cái tiết mục số 2 là một trong tiết mục yêu thích, vì tiết mục này thực ra cũng là tiết mục chả lẽ nói là tiết mục nào là tiết mục yêu thích, vì ở đây các bạn thể hiện thứ nhất là sự đồng đều chuyên nghiệp từ gương mặt trang phục cho đến hòa quyện của các từng cá nhân, cũng như là cái thông điệp các bạn gửi đến cuối cùng là MP Ngôi Nhà Tôi rất ý nghĩa. Và một lần nữa xin chúc mừng một tiết mục vô cùng thành công của nhà máy Bao Bì số 01. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn.